Hello, giờ là các bạn cùng các bạn quay trở lại trên được mình. Thì mình là sinh viên đây. Ok, hôm nay mình sẽ tiến quan với gần nha anh em. Để mình phục thù. Nhưng mà nó khá là buồn khi mà có video lúc trước mình, lúc hồi nãy mình quay nó bị lỗi mất. Nên là mình sẽ quay lại, mình sẽ xem lại nha anh em. Nhưng mà anh em mình cứ chửi mình. Ok. Và bước cứ như bước vào video thì anh em cho mình like và những cái nha. Ok, let's go. Nói chung mà đánh mày rồng có là phi dễ đánh á, mình trả thù thôi, đánh mình dễ ngay cương vậy đấy, dễ là đánh thả ra đài đúng không, kệ nó mấy cái phố đại kệ nó không sao đâu, đánh vô là được, nó nên thả ra đánh vô, nói chung là nhà 10 thì nó không có phố rồng, hay là thường lại cho anh em thả chung, đúng không, thả chung với nó vẫn bình thường. Còn nó có phố rồng thì nó khó, cái việc nó khó. Phố rồng thì anh em cần phải sở tách nó ra. Chứ nó có phố rồng thì nó sẽ bình hiện tại nó rớt xuống. Không được nha. Ok, mình cầm xe bèo thì nhân bỏng và tốc độ đánh, tốc độ chạy chứ, và tiền sức mạnh. Đó là cái thích, mình thích như vậy thôi. Hiểu không? Mình thích như vậy thôi. Còn em thích chạy sột cũng được. Hồ máu, kiểu hồ máu cũng được nha. Đến cái cầm siêu tơ là được, ok. Cái đánh theo kiểu như là snowball mạnh đó. Hôm nay nó nhân bỏ ra đánh tiếp. Nên nhớ like nha. Like không? Tại tao bắn bây giờ. Like không? Tôi có súng rồi nè. Tao bắn bây giờ. Đủ anh em thôi chứ. Anh em nhớ like nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Giờ mình xem đánh nào. Hãy chinh nhanh đi. Thì đánh vô đây thì con địch không còn gì chống trả cả, bùm bùm chết con rồng thế này, chết luôn rồng hai rồng, nó bị chóng hay nó không thể nào là đánh được. Con hero nó sẽ có chiêu chóng nên sử dụng hero sẽ có chiêu chóng, khi nó còn sống là sẽ có chiêu chóng. Cái trận đánh trước là mình gặp cái bom dưới đây này, nó chạy. Anh em nhớ xem cái video tiếp theo mình nha, cái video này dài lắm, ở phía sau mình sẽ chỉ như là nó bung ra đó nên là mình sẽ chuyển một xí nên thông cảm nha. Cứ xem đi, có sao rồi. Ở phía này nó còn có nhà này thì xí mình đánh luôn. Ok. Tiếp tục là mình sẽ xem anh em mình đã đánh như thế nào. Xem là... Thôi, mình xem đó. Mình xem những trận đánh mà cover 2 nhất. Chỉ cần anh ok cái tay nhà vẽ nồi rồi. Thế chắc là anh em đang cây rồi. Ok, đánh nhà tốt mà. Mới chiến thuật được rồng mà. Rồng boa, ok. Nhìn danh trai nhìn biết là rồng boa liền. Anh em nhìn phát là biết rồng boa liền, hiểu không? Nhìn phát luôn, biết luôn rồng boa luôn. Hầu máu, ok, hào quá. Nói chung cầm hầu máu chắc hơn. Bởi vì là nó sẽ cái lượng con nó sẽ được giữ nhiều máu hơn. Còn cầm nhân bỏ thì cái con nhân bỏ nó sẽ chỉ sử dụng trân bằng bom ra, rồi phần sau bên nó sẽ chết. Ok. Ồ, anh em đánh như là sách giáo khoa hả? Ui, anh em sách giáo khoa luôn, ghê. Đánh chủng cái sách giáo khoa vô ón, thầy boa rồi béo luôn à. Nhớ cho like nha, ok. Tụi nó mắc tương tất quá trời luôn. Nhưng sau anh em nhớ like, ủng hộ là được rồi. Còn anh em rảnh luôn thì chia sẻ anh em trong bo. Anh em chia sẻ là, anh em nhớ xem kênh Đạo Sinh Sinh nè. Ok, mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái đó là mình cảm ơn chân thành nhất. Ok, cái bậc phật kè này thì đã xem cái bậc phật kè như thế nào, bắt đầu thả quân đi nào. Kỳ sĩ á, ô kỳ sĩ thì có dây đó à. Anh em đánh chuẩn bè chút khoai tôi, đánh sách chút khoai tôi rồi sao bùm chết mấy con đó à. Hơi buồn xíu nhưng mà sao cứ ùi cho đánh được, ùi vô anh em ơi. Cầm phát bốn quá, ồ ghê à, sao nó cầm phát tượng luôn ghê. Thì chắc thế, ok chắc á, hợp lý. Ôi dù mượn thì nó quậy cũng khá là siêu, nó quậy Vina House. Ok, 2 sao. Tiếp tục lá, 3 sao. Khá là nhanh. Khi anh em cầm kỳ sĩ bo thì nó quậy khá là nhanh. Giác món khá là quậy. Tiếp theo chúng ta cùng đến với xem tích dưới đánh như thế nào. Sẽ đánh xem sân cú ta. Ok, kiểu kiểu gì hay có coi vậy, không quan tâm mà tự đánh cái đạn. Ok, kiểu duyên
rồng mà rồng cấp 5, cấp 6 thôi. Nói chung là rồng cấp 5, cấp 6 nó cùng một màu, khó nhận rõ. Nên là mình nói lại là rồng sâu nam đi. Ok, sâu nam, tùy theo đó. Anh em vô trong này đua tốt nhưng không đua, buồn quá thôi. Đua đi chứ, đua kiếm cạc. Tôi nghèo quá cả đáy ra nhưng mà tôi vẫn có thể cung cấp cộng cho anh em một tuần nha thôi. Ui, cái đồng đóng băng luôn kìa. Chuẩn bị sách giúp khoa chứ. À, hôm nay chuẩn bị sách giúp khoa quá. Toán liên tục làm cho cái đức vương gọi là lên, gọi là lên cơn sốc nạn, bị choáng. Choáng quá thì nó sẽ bị lên cơn hết sổ. Ok, xem là mấy video tôi up lên và tôi coi lần chụp lấy bãi nồi ra. Nhã nhã là chỉ có cái lần vui vui chạy theo đó. Hồi nhỏ thì tôi cũng xinh lắm hay mua lắm, nhưng mà đã hết cái thời kỳ trẻ trâu hóa rồi. Nhưng bây giờ tôi làm video cho mong xem bà xạo dễ bãi nồi. Ok, chắc ấy còn khoảng 5-4 sau nữa là full rồi. Tôi xem cái nhà lắm nữa thì hợp lý hơn á. Đồ tạc 4 nháy á. Không, tôi thích xem những nháy đánh hơn. Những nháy ta rồi. Nào nháy là những nháy. Ui, thôi giác món thì nhanh rồi. Ui, kỳ sĩ 1 á. Nếu như mình nhát không làm cái đó là kỳ sĩ 1 hả ta? Đúng rồi, kỳ sĩ 1. Kỳ sĩ 1 á. Tiên bọn tướng cơ lan là một rồng á, một rồng con phải, đúng rồi, một rồng con bông ba. À người bên đó là người bên này yếu, cũng không cần tốn nhiều quân nên em ghét nó nhanh lắm. Bây giờ đi ghét món của não vậy. Ok. Cái nhỏ của mình đặt như là con vậy. Bởi vì sao nhà mình mày có biến sáng buồn em không có mình biến sáp. Ok, ủa anh em xem clip lại của mình, đừng quên view em video của mình thứ hai thì một like một cái kênh nha, bye bye. Lần này không được như chết luôn á. Tiếp tục nha anh em, tiếp tục hồi nãy mặt yếu á, nãy mặt yếu tôi test tôi vô lại rồi nè. À giờ sẽ quay phải cái anh em không? Nghe nếu mất lượng sẽ quay phải cái luôn như rồi. Anh em đâu có khả năng cho tôi ít ngon ư? Tôi tiêu ư? Thiếu anh em đậu xanh, nghe phải nơi ra. Ok tôi xem cái trận đấu. Ồ, Nguyễn Minh Phót đậu xanh đánh ghê vậy. Nó hút tốt liên tục luôn. Nó gắt kìa. Chứ nó đánh nó dữ thế. Ok, dự đánh quân hội. Ok, chấp nhận. Bên phía này thì một bơm ba đã được sống chuồng qua phía này. Ok, cháy rồi. Ok, dụ đến Tà Loan và nhà bên ra. Nhà bên không có nhà bên. What the fuck. Chắc anh em là nghỉ game rồi, không có nhờ lên rồi. Làm sao vẫn vui mà. Bôm ba vui lửa. Ok hợp lý. Xả quân xuống. Bình tóc thì hay bình tóc hay bình nhân bọn. Đúng rồi, hợp lý ghê. Kinh nữa anh em, thảo quân cho nó hợp lý nha. Thảo quân bị bệnh chết luôn á, tả mình sẽ bé quá, ta cho nó hợp lý đúng không. Ra chỗ đó vô tranh anh em thả cho nó có hướng đi táo nữa là nó sẽ hợp lý hơn. Nhà này thì không có cả tượng này là khá là yếu, cũng won nhờ won mà trăng bon thì nó sẽ nhận hơn. Ok qua sao đó, nhìn nó phát biết qua sao liền. Tiếp theo tôi sẽ xem nhà bên phía dưới thành dưới xem nếu mới cắt lượng đây mà. Thôi xem bò sôi chứ em xem hai sôi đúng không. Bỏ đi mà làm người nhé. Tiếp tục nhà khác đi. Thôi ok. Ok về tắm này. Ok về tắm bò sôi hợp lý mà cũng không có gì coi thực sự. Đánh nhà nó mà không được thì có vẻ là bỏ game là được rồi. Ô cánh bọt nha. À cánh bọt phát cái ghê đó. Hợp lý. Tiếp tục đi. Anh mà cứ tiếp tục. Ô kỳ sĩ à.
Cái xíu sao ô đánh là chuẩn bè rồi. Cái xíu sao là hợp lý thế. Hợp lý á, không nhờ, chắc á. Giảm đúng mấy trái bom mà không vui được chút nào đó. Thật sự là giảm, ui, cái con quay vậy. À, phá tường đậu xanh, chắc thế. Nó chơi luôn cái phá tường á, ghê ghê ghê. Cà, cà vui mừng luôn. Ok, hợp lý. Vui mừng, ok, hợp lý. Hợp, ui. Ui bể luôn hả, à, công thành luôn, hào quá đẹp, ghê ghê lắm, giải mới lắm, ghê vãi luôn, ghê, ok ok, hào quá, bao xong, ok tôi cách tôi là tôi cách nha, tôi cách như vậy, đánh kiểu nhật, tôi cách đánh từ dưới đến lên, đánh từ dưới đến lên, đánh từ trái nó xuống, đánh qua nó lại đánh tóc. Nó kiểu như này đó, đánh qua sau tôi là tôi cách những người vậy, tôi cách những người vậy lắm, thấy không? Tôi cách lắm, cho em mà đánh như vậy, em đánh què như vậy, ok không sao, vẫn vui vẻ bình thường, tiếp tục cuộc sống. Nói chung đánh vui thôi mà, cái quần què vậy, đánh như vậy là tôi không ưng một tí nào á. Mà đánh cái quần què vậy, đánh phá chuẩn vô, đánh từ dưới đến lên, từ trên nó xuống, từ qua đến lẹ, đánh cong như một phát, đập lên một phát, đập xuống một phát, chứ không phải là đánh như là kiểu như là đánh trà ấy, không đánh như vậy, ok. Ồ, đánh thêm một sao nữa kìa, ok anh em đánh chắc lượng rồi, ok cảm ơn em. Bye bye anh em. Bye bye. Nhớ xem video thứ 2 thì mình like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Bye bye.